Nâng bụi cao bay Trung Hoa thì thực chất là đậu cái tên thôi. Trên hình áp rất đẹp lung linh, nhưng mà ở ngoài đời nó rất là giả. Một số trường hợp bụi quá cao gây biến chứng. Xin chào tất cả mọi người. Thì dạo gần đây thì có nhiều cái xu hướng về nâng mũi. Trước đây chúng ta nghe nói xu hướng nâng mũi về cao tay, thì bây giờ xuất hiện thêm một xu hướng mới là nâng mũi cao bay Trung Hoa. Thì tại sao cái trào lưu cứ 1-2-3 tháng ra một cái trend, một cái trào lưu nào đó? Và trước thì mũi cao tay, giờ tới mũi cao bay Trung Hoa, rồi không biết trong tương lai mũi gì mới nữa. Thì thực ra cái xu hướng làm đẹp thì luôn thay đổi, nhưng mà chúng ta phải biết được cái nào là đúng, cái nào là an toàn, như thế nào hợp lý. Đó. Thì chúng ta biết rằng cái xu hướng mũi của người Việt Nam mình á, là thường thường mũi đầu mũi hơi thấp, hơi bè bè, hơi ngắn ngắn. Cho nên làm sao khiến đầu mũi mình thon, cao, dài kín. Và trước đây tôi là người đầu tiên mang cái phương pháp làm mũi cấu trúc S-Line từ Hàn Quốc về Việt Nam. S-Line cấu trúc là sao? Dán mũi mềm mại, người châu Á mà, cong nhẹ nhẹ hình chữ S. Đầu mũi thon gọn, mũi hoặc lỗ, mũi hoặc chanh, mũi kín. Thì sau này cái xu hướng làm đẹp người ta muốn mũi cao bay như tay á, thì sau một thời gian thì người ta thấy rằng là trên hình áp rất đẹp lung linh, trên truyền hình rất lung linh, nhưng mà ở ngoài đời nó rất là giả. Một số trường hợp mũi quá cao gây biến chứng. Sau thời gian cái trào lưu nó hạ xuống á, thì nó tiếp tục trào lưu khác là nâng mũi cao bay Trung Hoa. Thì thực chất là đậu cái tên thôi, thì cũng mũi cao lên. Nhưng cái cao thì đúng, mũi cao, mũi kín, mũi dài thì đẹp. Nhưng làm mũi phải đảm bảo các yếu tố sau. Thứ nhất, an toàn là số 1. Hôm nay cao, nhưng 3 tháng sau hư thì sao? 1 tháng sau hư nhiễm trùng thì sao? Thủng đầu mũi thì sao? Quẹo đầu mũi thì sao? Cong thì sao? Như vậy sức an toàn. Thứ hai, nó có phù hợp với cái cấu trúc gương mặt mình không? Đó. Có nhiều người nhìn cái mũi rất là cao như tay á, nhưng mà chả hợp cái mặt mình hết. Vì sao? Chúng ta biết rằng cái con người sinh ra, cái gương khung xương mặt của người châu Á mình, cái đôi mắt, cái mũi, cái môi, cái miệng, cái tóc, cái tai, nó phối hợp hợp lý hết hoàn toàn. Chúng ta không thể nào gắn cái mũi vô là hài hòa hợp tới cái đó. Cho nên nó phải phù hợp là quan trọng nhất. Chúng ta gắn cái mũi gì chúng ta vẫn là mặt châu Á, đúng không? Cho nên cái đó là quan trọng. Và thứ ba, mổ phải bác sĩ có kinh nghiệm dùng chất liệu nào. Còn chúng ta dùng cái mũi chúng ta chống hết sức, đưa hết cao bay hết, thì chắc chắn trước sau gì cũng biến chứng hết. Muốn mong mọi người hiểu rằng làm mũi số 1 là an toàn, số 2 là đẹp nhưng phải hài hòa cấu trúc gương mặt mình, số 3 là phải long time, là vĩnh viễn, tồn tại vĩnh viễn với cơ thể mình. Và cấu trúc, tại sao đến bây giờ xu hướng nâng mũi S-Line cấu trúc vẫn là vua trong những nâng mũi? Thứ nhất, bền vững, hài hòa gương mặt Á Đông, và nó được chia thành hai phần cấu trúc là đầu mũi bằng sụn tự thân mình, mà một phần sụn nhân tạo, để làm sao để kết hợp sự hài hòa. Cho nên dù xu hướng nào thì xu hướng, thì chúng ta chọn cái nào phải phù hợp với, thứ nhất là về y khoa, về cấu trúc, giải phẫu học, về sự bền vững. Chứ không phải hôm nay nâng mũi cao tay, mốt nâng mũi Trung Hoa, bữa kia nâng mũi Ấn Độ, bữa kia nâng mũi Pakistan là chết nha. Mọi người phải chú ý việc đó. Thì đó là cái trend mà tôi thấy thời gian này. Lâu lâu thì đôi khi tôi cũng cập nhật muộn, vì các bạn nói là trên xu hướng mạng xã hội nó thay đổi liên tục à. Mà tôi bất ngờ luôn, ủa sao lại có cái mũi này? Họ đặt cái tên thôi các bạn ạ. Đặt cái tên thôi. Hình dáng thì muốn mô tả sao nó mô tả thôi, chứ không thì thực ra không có phương pháp nào. Nó là hết, tất cả là làm bằng cách giống nhau, nhưng cao, thấp, ngắn, vừa, ngắn, thon gọn cách nào đó, và ta gọi cái tên vậy. Và khi đó làm quá sức sẽ tổn thương. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người. Mọi người có thể ủng hộ theo dõi kênh TikTok hoặc Facebook hoặc là YouTube Bác Dung, sẽ đăng ký. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.